ngày mùng 2 tháng 10, các thiên thần hộ thục. Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thật, thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Luôn nhớ mình được Chúa chở che. Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Chúa yêu thương quan phòng chúng ta, người ban cho mỗi người chúng ta có một thiên thần hộ thủ hay thiên thần bản mệnh để gìn giữ chúng ta được bình an hồn xác. Thiên thần bản mệnh của mỗi người là loài thọ tạo thiêng liêng, luôn trầu trực chiêm ngưỡng thánh nhàn Thiên Chúa, nhưng cũng luôn bảo vệ chăm sóc chúng ta từng giây phút không rời. Thánh Vịnh 90 cho biết: Thiên thần cứu bạn thoát khỏi lưỡi giò của kẻ bẫy chim và thoát khỏi quan ôn tác hại. Bạn không còn sợ hãi cảnh kinh dị ban đêm, cũng không còn e ngại mũi tên ban ngày bay tới, không còn sợ quan ôn trong bóng tối lang thang, cũng không còn lo dịch tễ vào buổi trưa sát hại. Tai nạn không đến gần được bạn và oan ương không bén bảng tới nhà bạn ở, vì Chúa đã lệnh cho thiên thần người săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. Lời Chúa mời gọi chúng ta khiêm nhường nhận ra sự yếu đuối, hèn mọn của mình, khiêm nhường sống tinh thần trẻ thơ, cần đến sự chở che chăm sóc, cần đến sự nâng đỡ bao bọc của Thiên Chúa qua sự hộ thủ của thiên thần bản mệnh. Chúa Giêsu nói: Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Hãy luôn nhớ mình được Chúa chở che. Có thể chúng ta vẫn đang quên rằng mình đang luôn có một thiên thần hộ thủ thực hiện ý muốn quan phòng của Chúa. Hãy tạ ơn Chúa và yên tâm bước đi trước mặt Chúa trên đường ngay chính, giữa cuộc đời đầy những bất chính, bất an. Lạy Chúa, xin tạ ơn Chúa quan phòng, xin giúp chúng con sống đơn sơ, tín thác trong vòng tay yêu của Chúa. Lạy Mẹ Maria, tháng mân côi lại về, chúng con xin dâng gia đình chúng con cho Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con sống lời Chúa, để yêu thương nhau và cùng nhau xây dựng mái nhà thành mái ấm hạnh phúc. Amen. Thank you.
xin dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ. Con xin dâng cho mẹ người vợ hiền thủy chung, đã giúp con chu toàn nhiệm vụ làm cha làm chồng. Con xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xung vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm ngày. Con xin dâng cho mẹ người bạn đời của con, là người trong xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ đầy tuổi thơ thủy tinh, dâng đàn con rất xinh biết thành tâm vững lòng tôn kính. Con xin dâng cho mẹ đầy tuổi hoa tuyết trinh, biết mến yêu chân thành thuận hòa bài ca hòa bình. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời nhiều nỗi đắng cay, xin muôn ơn nơi mẹ nhà con ấm êm đêm. Xin dâng cho mẹ này đoàn con cái thơ ngây, anh em vui xuân vầy, tình yêu êm đềm hạnh phúc. Con xin dâng cho mẹ cuộc đời.